Xin chào tất cả anh em yêu và đam mê âm thanh. Hôm nay đại lý Mai Tuyến chúng em hôm nay lên một mã hàng vô cùng hot cho anh em, là mã hàng trầm GD, hàng chính hãng, hàng làm mưa làm gió trên thị trường từ năm ngoái cho đến năm nay vẫn là hot, vì chất lượng của nó không có con trầm nào với cái giá tầm tiền như thế để sánh bằng với con trầm GD này. Thì hôm nay em sẽ để anh em cùng chiêm ngưỡng cái con trầm này nhá, trầm GD Pro. Đây, ở này thì em xin bóc một con trầm ra. Thì do thời hạn của video đã có ở trên này thì em sẽ bóc sẵn một con như này. Đây, kết cấu hình của em nó, em trầm GD, GD Pro Audio, với một cái màng lưới. Lưới này là lưới thưa nhưng rất là đanh và chất lưới rất là dai, đẹp. Cái khung hình này phủ bốn góc, nhìn chiếc bát rất là thanh thoát. Nay thì em xin được mở ra để cho anh em chiêm ngưỡng chiếc bát nó ở bên trong nhá. Lưới được gắn rất là chắc chắn luôn. Nay thì đây là một chiếc bát. Bát này có được gắn tem chính hãng và đây là tem bảo hành của GD nhá. Bát là hàng nhập China, Trung Quốc, hàng nội địa nhá. Bát là nhập tại Trung Quốc, đây là hàng nội địa của chính hãng công ty GD đặt nhá. Còn đây là ốc lục giác. Vỏ là vỏ vân gỗ màu như gỗ thật luôn. Đây là vỏ được dán vân gỗ. Với anh em đã yêu và đam mê âm thanh rồi thì chắc chắn anh em cũng có thể biết được là cái con trầm GD này chúng ta không thể làm được gỗ thịt. Vì vậy nó được làm bằng gỗ MDF. MDF loại 1, chuẩn loại 1, hàng dày 1-2 phân anh em nhé. Nên là đánh cho tiếng rất là chắc và ấm. Đây là mặt trước của em nó. Và đây là lưới. Lưới này thì em chưa thấy có con trầm nào có cái lưới như thế này. Vì lưới của nó rất là dai và đanh. Đấy, khung gỗ được bọc, một lưới được bọc là ở trong là khung gỗ cho anh em, với bốn chốt rất chắc chắn. Đấy, bốn chốt rất chắc chắn nhá. Tiếp tục em xin giới thiệu đằng sau con trầm này gồm mạch và đằng sau những cái công suất của nó như thế nào nhá. Đây ạ, đằng sau, xin chào anh em. Đây cũng là đằng sau. Đằng sau cũng được dán tem GD và có mã cào cho anh em. Con trầm mạch màu đen rất là nổi, đủ các cổng ăn chơi. Và con này em xin được nói thêm là con này nguồn chạy nguồn xuyến. Hàng này, đấy, nhìn về góc của em nó cạnh rất là sắc nét và đẹp luôn. Con này trưng bày trong phòng khách, phòng hát thì cực kỳ là yêu thương luôn ấy. Hàng này thì em đang bán này ạ, với giá là 3.300.000. Nhưng hôm nay trên video này em xin bán tri ân anh em, kỷ niệm cho anh em giá 2.999.000. 2.999.000, đảm bảo anh em không thể mua được ở đâu với cái giá như vậy nhá. Hàng rất là đẹp và chất. Nay thì thời lượng video cũng khá là dài rồi thì em xin kết thúc video ở đây. Chúc anh em một buổi sáng thật vui vẻ.